Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ lên video thử thách ăn một chục quả trứng vịt lộn sẽ như thế nào các bạn nha. Nước rất là ngọt các bạn ạ. Nước chấm ngày hôm nay mình chuẩn bị là nước chấm chanh gừng nha, chanh gừng ớt nha, với lại một chút tiêu. Đây các bạn này. Cái nước này của nó rất là ngon các bạn ạ. Đây mình thích ăn gừng nên mình cho rất nhiều gừng các bạn nha. Quá này, nhìn rất là ngon nha. Đây rau răm này, húng xoăn này, đây húng xoăn này các bạn ơi. Chứ vịt lộn ăn với húng xoăn thì đúng là chỗ mình gọi là húng xoăn, rồi không biết chỗ các bạn gọi là gì nhá. Có nhiều nơi có thể gọi là lá bạc hà ấy, cũng như nhau mà ăn rất thơm nha. Wow. Cái này là thi thoảng mình mới ăn thôi chứ bình thường là mình chỉ ăn được tầm 2 quả thôi các bạn, 2 đến 3 quả thôi các bạn. Hôm nay lên video kênh của mình cũng làm một vài những video khác không liên quan gì đến trứng vịt lộn thì các bạn cố gắng thông cảm cho mình nhé. Thì cũng có mình biết là một vài bạn thì cũng không thể nào ăn trứng vịt lộn được ấy, thì các bạn thông cảm cho mình nhé, chứ đừng nói là thế này thế nọ nhé. Hôm nay trên đường đi làm về thì trời mưa gió thì mình có đi qua hàng trứng thì mình
thấy bác ấy đang bán thì là mình vào hỗ trợ bác một chút, tiện thể lên video cho các bạn luôn. Trứng vịt nộm các bạn ăn kèm với gừng thì cảm giác rất là ngon các bạn ạ. Nước bắn tóe me này các bạn. Nước rất là ngọt các bạn đấy à. Nước này các bạn thử uống rất là ngọt đấy. Mình rất là thích hút cái nước này. Hôm nay thì mình cũng thử được luộc với nước dừa cho em, quả thật này rất là ngọt các bạn ạ. Và thơm nữa. Này cứng chứ. Các bạn ơi, không biết các bạn có nhìn thấy không nha, camera mình thấy là nó đây, mình thấy là nó được nét nét rồi mà không biết các bạn có nhìn rõ không nha. Này các bạn ơi. Đấy. Đây quả cuối rồi các bạn. Đây là video ăn trứng của mình, xin phép được tạm dừng tại đây nhá. Xin phép được tạm dừng tại đây thì mong các bạn xem video hãy cho mình một like, một share, một comment để cho mình lấy thêm động lực để làm những video lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.